Bây giờ mình xin làm một cái video đặc biệt về tại sao cây lan ngọc điểm mà nó bị khô, lá nhăn, dù là rễ nó ra rất là nhiều. Đây là một cái câu hỏi mà nhiều bạn hỏi mình, nhưng mà nó thẳng là nó trả lời nó liên đới nhiều cái, nên bây giờ mình làm cái video này luôn để các bạn xem ha. Bây giờ các bạn thấy là cái hình trạng hiện trạng cái chậu này nha. Thứ nhất là lá nó rất là nhăn, xếp lại luôn, cây lan nó rất là khô, khi mà nó mất nước là nó sẽ xếp lá lại như vậy. Nên các bạn thấy cây nào mà lá xếp như vậy, tự nhiên nó co lại như vậy là biết là nó thiếu nước, nó không có muốn thoát hơi nước nữa. Thứ hai nữa là lá nhăn, nhìn nó nhăn nè, ở lá dưới thì nhăn nheo nè, các bạn thấy không, tự nó xếp lại luôn nè. Đó, cái tình trạng này mà các bạn nhìn thấy nó xếp lá như vậy mà nó không rụng lá, có nghĩa là gì à? Là nó sẽ hồi phục lại, nhưng phải có điều kiện nha các bạn. Cái phần đó thì mình sẽ nói ở sau. Bây giờ cái video này là mình cái cây này mà mình ghép vô cái chậu gỗ vú sữa, rễ mơi luôn nha các bạn ha. Các bạn thấy nó mơi không, rễ ra rất là tuyệt vời, xanh, không có bị hư gì hết. Cái chậu gỗ vú sữa này mình thấy nó hay quá, nó không làm cho cây lan mình nó bị tình trạng gì ạ, nó không bị tình trạng là đen đầu rễ các bạn, không bị. Rồi bên trong là mình bỏ một số cục vú sữa trong đây đó. Ở trên đây là ngay cái đầu nước phun xuống đây luôn, thì có nghĩa là mình treo ở đây là để gì ạ, để mình muốn cho nó đủ nước nhưng nó vẫn bị nhăn. Rồi bây giờ tiếp tục ha, nhìn cái trạng thái đầu rễ đi, cái rễ đây nè, nó ra xong là nó lại chút mũi xuống. Ý nó nói gì bạn, là do cái môi trường chung quanh mình đây là độ ẩm, cái giường mình là độ ẩm khá là cao, nên rễ nó sẽ bò ra ngoài ở đây để nó muốn ăn cái nước, những cái hơi nước bên ngoài đây, bên ngoài đây. Vậy thì sao ạ? Vậy thì cái chậu này nó vẫn không đủ nước cho cây. Cái chậu này tưới buổi sáng xong tới buổi trưa là khô như vậy rồi. Hồi nãy mình khoảng một tiếng trước thì mình thấy nó vẫn còn nâu nâu, cái gỗ nó còn nâu nâu, tức là trắng với nâu, có nghĩa là chỗ nâu này nó có nước. Bây giờ là nó khô luôn, tới chiều là khô queo, nên cây lan mình nó không đủ nước các bạn, không đủ nước. Cái tiểu, cái khí hậu cục bộ trong cái chậu này không đủ cho nó. Nhưng mà môi trường xung quanh mình là mình thấy đủ, nhưng mà môi trường của Hồ Chí Minh hiện tại tháng 5 bây giờ rất là khô nóng đó, nó bị một cái tình trạng là môi trường giường thì đủ, môi trường thành phố Hồ Chí Minh, môi trường tại Nhà Bè này là không đủ, môi trường trong chậu này không đủ các bạn ha, môi trường trong chậu này là không đủ, nên rễ nó bò ra ngoài. Đó là một cái hình thái sinh lý chúng ta thấy đây, cũng bò ra ngoài nè các bạn ha, ngóc đầu ra ngoài. Các bạn mà nếu mà như vậy thì chúng ta trồng lan nó sẽ không có đạt. Bây giờ á, cái cây này bắt đầu nó gặp mưa, độ ẩm bây giờ thí dụ như một tháng nữa nó mưa, nếu để tự nhiên vậy luôn nha, một tháng nữa nó mưa thì thành phố Hồ Chí Minh nó sẽ độ ẩm thành phố Hồ Chí Minh tại Nhà Bè nó sẽ rất là cao, giường cao, cộng với cây này nếu mà nó có mưa nữa nó sẽ ướt đẫm. Thí dụ mua một tiếng hồ, nửa tiếng hồ thì cái chậu này nó giữ nước, thì nó sẽ ba cái nó cân bằng, thì khoảng tầm một tháng sau mưa thì khoảng hai tháng nữa thì cái chậu lan này nó sẽ hồi phục lại từ đầu. Cái này là mình đã theo dõi và chú ý từ lâu rồi các bạn ha. Nhưng bây giờ chúng ta muốn làm nhanh, nhìn nó sốt ruột, lỡ hai mấy cái lá này nó tuột đi là nó chẩm dò cái cây này xấu, thì bây giờ giải quyết tình trạng này thế nào? Thì môi trường độ ẩm tại thành phố Hồ Chí Minh thì mình không can thiệp được, tại Nhà Bè mình không can thiệp được, môi trường tại vườn thì mình can thiệp được vì chung quanh nó độ ẩm. Vậy thì mình can thiệp thêm một phần nữa là môi trường trong cái chậu gỗ này. Mà muốn môi trường trong chậu gỗ này ẩm thì các bạn làm sao không cần biết, lúc nào cái chậu gỗ này với giá thể này lúc nào cũng ương ướt hết, ương ướt như kiểu này nè các bạn. Đây, ương ướt như kiểu này nè, ương ướt vậy nè, ương ướt vậy là sao ạ? Nó đen các bạn. Tại sao những chậu này ở vườn mình tưới chậu nào cũng đủ độ ẩm hết? Vì những chậu này nó kín, cái lỗ nó kín bên hông, nó không có thoát hơi nước được, nó khá là kín. Là những chậu này là coi là vô địch kín luôn, như là nó còn ướt chèm nhèm luôn các bạn. Đó, bây giờ vườn lan mình tưới nhiều quá, chỉ cung cấp cho thằng này thôi, mấy thằng khác chết hết vì mấy thằng khác nó ẩm dư ẩm, còn thằng này nó lại thiếu ẩm. Thì bây giờ mình thấy cái chậu này tại sao mau khô, vì nó có những cái khe hở này nó sẽ thoát hơi nước. Đó, trong một đường dài thì ok, nhưng trong đường ngắn thì nó sẽ bị tình trạng vậy. Thì Mai Quy xử lý một cách rất là đơn giản, một á là lúc nào cũng cho ướt, là chúng ta có thể nhỏ giọt nước xuống đây, xuống cái thanh gỗ này nè, để cho nó dẫn nước. Thì cách đó thì nó hao nước, giờ nó cũng không hay, thì mình sử dụng một cách cổ điển nhất,
là mình lấy một số cái giấng mềm, tức là chất chồng giữ ẩm số 1 thế giới, có nghĩa là giữ nước số 1 thế giới hiện tại bây giờ, mình đắp trên đây các bạn ha, mình đắp đây để lúc nào nó cũng có nước hết. Rồi tới mùa mưa, tới mà nó được thì mình dỡ này ra, cũng không mất gì các bạn. Mình rút nó ra ha. Ha các bạn, mình rút nó ra. Mình rút nó ra. Để cho chất chồng này nó giữ nước các bạn ha. Nó giữ nước. Nó giữ nước, nó giữ chèm nhẹp luôn các bạn. Nó giữ chèm nhẹp, cái bắt đầu nó mới thấm ra thành gỗ. Các bạn ha. Nó mới thấm ra thành gỗ. Nó mới thấm ra thành gỗ, thành gỗ ướt cái là rễ lan nó mới bò vào. Đó. Đó. Cho nó ướt chèm nhẹp luôn. Các bạn đừng sợ vì cái cục gỗ nó sẽ hút, tức là cái giấng mềm này nó ướt thì cái cục gỗ này nó sẽ hút nước, nó hút ra. Ta gọi là hút ngược các bạn. Các bạn trồng lan chú ý nha, trồng chậu đất nung là chúng ta là trồng lạng quạng không có đủ nước cho cây vì nó sẽ bị hút ngược các bạn ha. Nó bị hút ngược. À, chậu đất nung á. Chậu nhiều. Đây, chậu gỗ cũng là một tình trạng hút ngược các bạn. Chậu gỗ cũng là một tình trạng hút ngược, có nghĩa là nó sẽ hút ngược lại. Sáng các bạn phải tưới đẫm nha, cho nó hút qua hút lại, thằng giấng mềm bổ sung cho chậu gỗ. Nhưng mà chậu gỗ đi đường dài thì tuyệt vời, với lại nó đẹp các bạn. Còn không thì là chúng ta sẽ bị hút ngược ha. Còn chậu nhựa rõ ràng không bị hút ngược, nên bây giờ ta rất là trồng chậu nhựa, chứ các bạn trồng chậu đất nung là thua, vì nó sẽ bị hút ngược ha. Rồi mình làm như vậy ướt, rồi mình cũng phải cân bằng, mình theo dõi nó chứ không thể nào cho nó ướt hoài đó. Nhưng mà mình thấy là nó hài hòa, cái màu gỗ nó lúc nào nó cũng đen đen nâu nâu và nó không có đen thùi lùi, nó không có đen thùi lùi như vậy. Nhưng mà cái chậu này các bạn đừng có lo, đừng có sợ nó thiếu nước nha, lúc nào nó cũng đủ hết và nó chỉ thiếu thôi, đừng sợ nó dư nước, lúc nào nó cũng đủ và thiếu nước thôi, chứ không thể nào mà nó đủ nước đâu các bạn đó. Mình để này đi, Mai Quy đảm bảo là một tuần nữa thôi là mình sẽ thấy khác biệt liền nha các bạn ha. Mình đắp về cũng đủ rồi, không mình đắp thêm mấy cái kẻ này nữa đó. Nhưng mà mình thấy vậy là cũng đủ rồi ha. Thì cái chậu này nó sẽ một tuần nữa thôi là lá bắt đầu nó khác, một tháng nữa thôi là bắt đầu khác biệt. Rồi bắt đầu nó đủ độ ẩm rồi vân vân, như Quy nói là tháng 6, tháng 7 vô mùa mưa rồi thì chúng ta gỡ cái giấng mềm này ra rất là dễ dàng các bạn ha. Thì đây là một cái tuyệt chiêu, tại sao mà xử lý thì là tại sao là rễ lan ra nhưng mà cây lan vẫn nhăn lá các bạn ha. Vì thực sự nó vẫn chưa đủ đâu. Và cái câu cuối cùng Mai Quy muốn chia sẻ là rễ lan ra nhiều coi vậy cũng rất là nguy cho cây. Vì rễ lan cho nhiều ra nhiều nó sẽ lấy sức từ lá lan các bạn. Nhiều bạn muốn ra rễ nhưng nếu không biết cách nó sẽ gây ra tình trạng cây càng suy, càng ra rễ cây càng suy. Vì cây ra rễ nó không lấy từ đâu được mà nó lấy dinh dưỡng từ lá ra để nó nuôi cái rễ. Đây mình ví dụ nha. Đây là một cái cục này. Nó cũng là một thành phần tế bào, nó là một cái cục giống như cái mô xốp đi, mô đi. Mà muốn ra cái này nó lấy từ đâu? Nó phải lấy cái dinh dưỡng từ lá, củ, thân xuống để nó ra cái rễ này. Rễ ngón cái thì lấy dinh dưỡng ngón cái, rễ ngón út thì lấy ngón út. Mà trước đó nó để ra cái cục này thì cây không có rễ. Không có rễ nên thành ra nó lá nó mềm, mềm tạm thời xong cái nó ra rễ rồi, rễ nó mới nuôi ngược lại lên lá. Các bạn ha. Đó, mà nuôi ngược lại lên lá mà chậu gỗ này nó không đủ nước cho cây thì nó sẽ bị tình trạng đó, nên mình mới bổ sung cái giấng mềm này để nó hút hai bên, nó hút qua hút lại thì cỡ tháng sau là cây nó bình thường trở lại các bạn. Còn nếu các bạn không làm điều này thì phải chờ mưa vô 2 tháng nữa và nó tưới tắm thì nó mới đủ ha ha. Thì Mai Quy chia sẻ cái video này mong là các bạn hiểu để các bạn có những sự cân bằng hợp lý cho cây lan mình. Cảm ơn các bạn đã xem video Mai Quy quay. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ kênh YouTube Mai Quy trong thời gian vừa qua. Xin cảm ơn và xin chào các bạn ạ.